Kính chào quý vị và các bạn. Tết Nguyên đán Ất Mùi đang đến rất gần. Người dân ngoài việc mua sắm, trang hoàng nhà cửa đón Tết thì một vấn đề cũng được bà con rất quan tâm, đó chính là thời tiết trong những ngày Tết. Chương trình dân hỏi cơ quan chức năng trả lời hôm nay, chúng tôi có mời đến ông Nguyễn Văn Lượng, Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy văn Bắc Trung Bộ. Chương trình cũng nhằm cung cấp một số thông tin về diễn biến thời tiết khí hậu và các vấn đề liên quan năm 2015. Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự chương trình hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin dành cho ông đó là ông có thể đánh giá tổng quát về diễn biến thời tiết trong những năm gần đây và cho biết một số nhận định tổng quan về diễn biến thời tiết khí hậu năm 2015 ạ. Vâng ạ. Trước hết là về cái tình hình thời tiết trong những năm vừa qua thì có phải thể nói là có rất nhiều biến động. Ví dụ như năm 2013 thì có thể nói là một năm kỷ lục về bão và áp thấp nhiệt đới. Trong năm có tới 19 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Trong đó có 13 cơn thì ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Ở trong đó Nghệ An chúng ta thì năm 2013 cũng chịu nhiều cái thiên tai bão lũ gây ra. Thế nhưng năm 2014 thì số lượng bão và áp thấp nhiệt đới ít đi hẳn, ít hơn hẳn so với năm 2013. Năm 2014 chỉ có 5 cơn bão và 3 áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông. Trong số đó thì chỉ có 3 cơn là ảnh hưởng đến bờ biển Việt Nam. Trong đó thì Nghệ An chúng ta năm 2014 thì không chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới cơn nào cả. Về cái tình hình mưa lũ thì như chúng ta thấy đấy, năm 2013 thì mưa lũ rất nhiều. Nhưng sang năm 2014 thì tình hình mưa lũ rất ít, ít hơn rất nhiều so với năm 2013. Ngay những cái tháng của mùa mưa lũ của năm 2014 ấy, thì chúng tôi vẫn quan trắc được cái mực nước thấp nhất tại trạm thủy văn Linh Cảm ở Hà Tĩnh, mực nước thấp nhất so với trung bình nhiều năm rất nhiều. Về cái tình hình về rét đậm rét hại á thì ta đã thấy rằng là năm 2014 thì rét đậm rét hại là rất là nhiều, mà đặc biệt là ở Nghệ An chúng ta trong cái mùa đông năm ngoái đã từng xảy ra cái tình hình hiện tượng rét đậm rét hại ở Nghệ An, và ở Kỳ Sơn Nghệ An đã xảy ra sương muối và băng giá. Cái nền nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Nghệ An cũng chúng tôi đã đo được là 3,2 độ C, xảy ra ở trạm khí tượng Quỳ Hợp. Về các cái đợt nắng nóng trong năm 2014 thì xảy ra rất nhiều, và cái số đợt cũng như là cường độ rất là gay gắt, và các chỉ số về nhiệt độ tối cao cũng đã ngày càng được xác định. Ví dụ như nhiệt độ cao nhất tại Quỳ Châu thì năm 2014 cũng đã đo được là 41,5 độ C. Vấn đề thứ hai là cái tình hình khái quát về tình hình thời tiết trong năm 2015 này. Có thể nói là hiện tượng El Nino vẫn đang tiếp diễn trong những cái tháng tiếp theo của năm 2015 này. Cho nên là cái tình trạng mà khô hạn, thiếu nước và mặn xâm nhập sâu vào nội đồng trong những tháng mùa khô là rất lớn. Cái thứ hai nữa là bão, lũ và áp thấp nhiệt đới thì trong cái mùa bão sẽ hoạt động nhiều hơn và có biến động rất lớn. Cho nên là chúng ta cũng phải hết sức đề phòng trong cái, nhất là ở Nghệ An chúng ta trong cái mùa mưa bão năm nay, cần đề phòng cái nguy cơ xảy ra là bão lớn và lũ lớn. Vâng. Theo một số thông tin dự báo thì từ nay đến dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ chịu ảnh hưởng của một số đợt rét đậm rét hại. Ông có thể cho biết cụ thể hơn không ạ? Vâng ạ. Trong mấy ngày qua thì khu vực Bắc Trung Bộ nói chung và Nghệ An chúng ta nói riêng chịu ảnh hưởng liên tiếp của các cái đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn về. Tuy nhiên và những cái đợt không khí lạnh vừa qua thì cũng đã gây ra cái rét đậm và một số nơi có rét hại. Tuy nhiên là cái rét đậm rét hại trong cái đợt vừa qua đã chấm dứt. Bắt đầu từ ngày hôm nay cho đến ngày 30 Tết ấy, thì chuyển sang một cái trạng thái thời tiết là rất tốt. Có nghĩa là nóng, ấm và ẩm, sáng sớm có sương mù. Với cái nền nhiệt độ cao nhất thì có thể là từ phổ biến từ 26 cho đến 28 độ. Thậm chí một số vùng ở phía Tây Nghệ An có ngày còn lên đến 30 đến 32 độ. Và nhiệt độ thôi thấp thì chỉ 18 đến 20 độ C. Như vậy thì đây là một cái thời kỳ mà rất thuận lợi cho cái công việc nhà nông, cũng như là cái việc mà chuẩn bị sắm Tết cho bà con nông dân. Sang đến ngày mùng 1 Tết ấy, thì nhiều khả năng ở khu vực Bắc Trung Bộ chúng ta, trong đó có Nghệ An ấy, thì sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh. Tuy nhiên cái đợt này nó chỉ gây cho cái thời tiết ở khu vực chúng ta là thời tiết rét, chứ còn cái khả năng và rét đậm, rét hại như mấy ngày vừa qua thì không có.
Cho nên cái việc mà chúng ta trong những cái ngày Tết có thăm hỏi chúc Tết nhau thì cũng không ảnh hưởng nhiều về thời tiết. Và bước sang cái ngày mùng 5 Tết thì lại trở lại một cái thời hình thái thời tiết là ấm và ẩm. Như vậy là cũng rất thuận lợi cho cái công việc đồng áng cho các cái ngày đầu năm. Vâng. Có khả năng có mưa không ạ? Mưa thì có nhưng mà cũng không đáng kể. Vâng. Đặc biệt là cái rét thì chúng ta chỉ rét, chứ còn không có rét đậm, rét hại, không ảnh hưởng nhiều đến cái việc đi lại. Vâng, thực tế của những năm qua cho thấy thì diễn biến thời tiết ngày càng phức tạp. Mùa hè thì chúng ta thường chứng kiến những đợt nắng nóng kéo dài. Và còn năm nay thì tình hình dự báo như thế nào? Vâng ạ. Năm 2015, theo cái nhận định sơ bộ ban đầu của chúng tôi là một cái năm mà có cái nền nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm. Tuy nhiên thì trong cái mùa hè thì Nghệ An chúng ta có thể xảy ra từ 5 cho đến 8 cái đợt nắng nóng. Nhưng các cái đợt nắng nóng nó không gay gắt và không kéo dài như năm 2014. Vậy thì cái việc mà việc dự báo chính xác về các cái diễn biến thời tiết khí hậu có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với đời sống, đặc biệt là đối với cái hoạt động sản xuất nông nghiệp và nhất là khu vực nông thôn và miền núi. Vậy thì theo ông thì năm nay cái khả năng khô hạn có diễn ra trên diện rộng hay không, và việc ông có lời khuyên nào cho cái việc dự trữ nước tại các hồ đập để cứu hại cho hoa màu ạ? Vâng, năm 2014 vừa qua thì lượng mưa trên khu vực Bắc Trung Bộ nói chung và Nghệ An chúng ta nói riêng ấy, thì hầu hết các nơi là thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Ngay cả cái tháng mùa mưa bão ấy, nhưng mà cái lượng mưa cũng vẫn thiếu hụt từ 20% cho đến 40%. Cho nên cái việc mà lượng dòng chảy đến các cái hồ đập mà chúng ta tích nước ấy, là không đủ. Cái mực nước trên các hồ đập mà chúng ta so thấp hơn so với trung bình nhiều năm rất nhiều. Cho nên cái nguy cơ thiếu nước cho sản xuất cũng cho sinh hoạt trong cái mùa khô, tức là từ tháng 3 cho đến tháng 7 là rất lớn. Chính vì vậy mà ngay từ bây giờ chúng ta cần chủ động sử dụng cái nguồn nước một cách hợp lý và dành cái nguồn nước cho sinh hoạt. Vâng. Vậy thì cũng một câu hỏi liên quan một chút là cái việc mà lâu nay chúng ta hay nói nhiều đến cái việc biến đổi khí hậu. Vâng, trong theo chúng tôi được biết thì một quá trình khoảng 20, nếu như tính toán 30 năm thì mới đánh giá được cái tác động của có thay đổi khí hậu hay không. Vậy thì Nghệ An chúng ta có, khu vực Bắc Trung Bộ nói chung và Nghệ An nói riêng có bị tác động bởi cái diễn biến của biến đổi khí hậu không ạ? Vâng, ở trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay á, thì các hiện tượng thời tiết cực đoan ít gặp thì ngày càng gia tăng. Thì biến đổi khí hậu thì ngày càng sâu sắc. Cho nên là sẽ có những cái năm mà mưa nhiều, rồi có những cái năm ít mưa, nó xen kẽ nhau, và bão, lũ, lụt, nó sẽ có biến động rất lớn. Cho nên là vì vậy mà các cái cơ quan chức năng cũng như người dân thì cần chủ động ứng phó với tình hình thời tiết xảy ra. Có thể là mưa bão dồn dập, nhưng sau mưa bão lại có những cái đợt nắng nóng, rồi vừa mưa lũ, nhưng ngay sau đấy có thể là lại là hạn hán. Và các cái cơ quan chức năng cũng cần có những cái biện pháp tích nước, trữ nước và sử dụng cái nguồn nước một cách hợp lý, nhưng đồng thời lại cũng phải hết sức chủ động trong cái việc xả nước khi không cần thiết. Thực tế thì người dân người ta vẫn còn khá là chủ quan đối với các cái diễn biến thay đổi thời tiết của cái loại hình thời tiết cực đoan. Là người dân ví dụ như khi có bão lũ thì không nghe các cơ quan chức năng, không dường như là khá là chủ quan trong cái việc mà đối phó với các cái diễn biến xấu của thời tiết. Vậy thì ông có lời khuyên nào cho bà con? Theo tôi nghĩ là cái việc mà cung cấp bản tin thời tiết trên các hệ thống thông tin đại chúng thì rất nhiều. Vâng. Cho nên không gì bằng cái cập nhật thông tin mới nhất. Vâng. Và có cái thông tin mới nhất thì chúng ta mới chủ động được trong cái công việc phòng tránh. Vâng. Vậy thì hiện nay cái khó khăn lớn nhất của cái trung tâm khí tượng thủy văn của Bắc Trung Bộ là gì ạ? Trong nhiều năm vừa qua thì giờ chúng tôi được nhà nước cũng như là bộ ngành quan tâm đầu tư thêm rất nhiều các cái trạm để mà đưa cái công tác khí tượng thủy văn ngày càng phát triển. Tuy nhiên với cái mạng lưới trạm như hiện tại thì không đáp ứng được cái công tác cái dự báo. Vâng. Về cái diện tích đất Nghệ An chúng ta là một trong những tỉnh rất lớn. Vâng. Trong khi đấy chúng ta chỉ có một cái vài chục cái trạm khí tượng thủy văn. Như vậy thì
Mà hiện nay đó, cái việc mà các cái lượng mưa nó biến động rất lớn, thậm chí có những cái điểm mưa mà cái vùng mà chúng ta không có chạm, thì cái việc đấy trở ngại rất lớn cho cái công tác dự báo của chúng tôi. Theo thì như cái diện tích của tỉnh Nghệ An thì nó yêu cầu khoảng bao nhiêu trạm thì vừa đủ? Thực tế mà nói thì với cái công tác dự báo của chúng tôi á, thì càng nhiều cái mật độ trạm càng nhiều thì cái độ chính xác càng lớn. Nhưng mà cái điều kiện kinh tế của chúng ta như thế này cũng chưa đáp ứng được cái đầu tư cái việc đấy. Tuy nhiên mà trong cái điều kiện hiện tại thì chúng ta vẫn cố gắng khắc phục để mà dự báo một cách chính xác nhất rồi ạ. Vâng, xin cũng cố gắng như thế để đáp ứng được cái yêu cầu của người dân. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông đã nhận lời mời chương trình. Vâng, xin cảm ơn.